Chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Thì trước hết mình xin được cảm ơn tất cả anh em thời gian vừa qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Thời gian sắp tới này kênh của mình đạt 30k sub. Thì mình muốn làm một cái video nhỏ nhỏ để tương tác với anh em được nhiều hơn. Cái thời gian vừa qua thì mình có ra một số video, thì có rất nhiều anh em comment phía dưới video của mình hỏi về công việc, tóc tai cũng như là rất nhiều mọi thứ. Thì nhiều khi là anh em mình công việc bận, trả lời anh em hơi chậm một chút. Thì cái thời gian tiếp tới này mình muốn trực tiếp trả lời anh em luôn. Chính vì vậy là anh em nào có cái câu hỏi nào muốn mình giải đáp thì có thể comment phía dưới cái video này. Ở cái video tiếp theo mình sẽ trả lời hết tất cả mọi người câu hỏi. Cái vấn đề cuối cùng là anh em xem video của mình thì nhớ đăng ký để ủng hộ mình, cho anh em trong đội có thật nhiều động lực để làm những cái video tiếp theo. Cảm ơn tất cả anh em.